Trung đoàn một thời chiến trận. Hồi ký. Tác giả Hồ Hữu Lạn. Số 12. Trung đoàn 3 được sư đoàn giao nhiệm vụ là lực lượng chủ yếu cùng với tiểu đoàn 1 của trung đoàn 6 bao vây tiêu diệt căn cứ Cốc Bai, được tăng cường hỏa lực cối 120 DKZ của sư đoàn, tiểu đoàn 54 súng 12 ly 7 và tiểu đoàn 7B đặc công. Sau khi đảng ủy sư đoàn họp, đồng chí Nguyễn Hòa Bình phụ trách trung đoàn trưởng và chính ủy Lê Văn Dánh quyết định sử dụng lực lượng tiểu đoàn 9 do đồng chí Lê Văn Tành tiểu đoàn trưởng. Đồng chí Nguyễn Thụy, chính trị viên, quê Tào Sơn, Anh Sơn, Nghệ An, chỉ huy, cùng tiểu đoàn 1, trung đoàn 6, bao vây đánh lấn từ hướng đông, đông nam, sang hướng tây nam căn cứ Cốc Bai. Tiểu đoàn 7, trung đoàn 3 và tiểu đoàn 7B đặc công bố trí khu vực Cốc Tôn Pát và Cốc Pe Lai sẵn sàng đánh địch giải tỏa Cốc Pe Lai và các điểm cao 884, 797. Khu vực điểm cao 665 do đại đội 17 công binh chốt giữ, tiểu đoàn 8 bao vây đánh địch ở bắc tây bắc Cốc Bai, sẵn sàng đánh địch từ Quảng Trị vào. Trung đoàn thực hiện phương châm vây điểm diệt viện, tiêu diệt sinh lực địch là chủ yếu, diệt trận địa pháo, bắn cháy nhiều máy bay địch, nhất là trực thăng vũ trang, trực thăng vận tải đổ quân và bốc quân rút chạy. Vào 16 giờ ngày 6 tháng 8 năm 1970, thời tiết nắng nóng, Mỹ Ngụy đang căng thẳng về tâm lý tinh thần sau thất bại ở cứ điểm 935. Trung đoàn trưởng Nguyễn Hòa Bình ra lệnh nổ súng tấn công. Các trận địa hỏa lực đồng loạt dội bão lửa xuống căn cứ Cốc Bai, hàng chục tên địch đang tranh nhau nước tắm bị thương vong. Trận địa pháo bị phá hủy 4 khẩu 105 và 4 khẩu 106,7 ly, bị lật nhào sang bờ công sự. Một số công sự nhà bạt bị phá hủy và cháy trụi, hầm hào bị sập. Trận tập kích kéo dài 30 phút, gây thiệt hại nặng cho tiểu đoàn 1 trung đoàn Hắc Báo 54 Ngụy, con cưng của quân khu 1. Sau 10 phút, các trận địa hỏa lực địch ở các điểm cao 367, 316, 700 và Củng Cáp bắn như vãi đạn xuống trận địa ta và các khu rừng xung quanh căn cứ. Nhờ có kinh nghiệm tấn công trận địa, chiến sĩ ta làm công sự vững chắc nên hạn chế thương vong, cơ bản vẫn an toàn. Từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 8 năm 1970, địch liên tục đổ quân giải tỏa Cốc Bai, chúng đều rơi vào thế trận được dự kiến và bố trí sẵn. Ở khu vực các điểm cao 884 và 665 Nam Cốc Bai, chúng bị lực lượng trung đoàn 6 và chốt công binh trung đoàn 3 đánh thiệt hại nặng một tiểu đoàn. Hai tiểu đoàn của trung đoàn 1 cùng một tiểu đoàn của trung đoàn 54 Ngụy tiếp tục đổ quân giải tỏa. Tuy vậy, chúng không dám lùng sục vào các chốt vòng ngoài của ta mà chỉ dè dặt nóng lên. Ngày 15 tháng 8, một tiểu đoàn địch từ phía đông lên đánh chiếm chốt 665 của công binh. Chờ địch đến gần, chiến sĩ ta mới nổ súng. Đồng thời trên đường, dự kiến địch bí mật chuyển quân đã bố trí sẵn 6 mìn DH-10 được điểm hỏa bằng điện đồng loạt nổ. Đại đội đi đầu bị tiêu diệt, số đi sau bị B-41 AK tiêu diệt thêm một số. Chúng bị đánh đau nên lui về các hang đá phía sau ẩn náu. Bọn địch tăng quân củng cố lởn vởn nghi binh trước chốt ở điểm cao 665 của công binh và bí mật cho một tiểu đội luồn ra phía sau, phát hiện ra đường liên lạc đưa cơm của ta. Sáng 18 tháng 8 năm 1970, đồng chí Nguyễn Đình Thụ, đại đội trưởng đại đội 17 công binh lên kiểm tra chốt, gặp tiểu đội địch phục kích chưa kịp nổ súng, bị chúng bấm mìn định hướng Claymore, anh bị thương đầy người, nhất là bụng và háng. Anh ném lựu đạn và bắn mấy loạt AK, bọn địch bị thương bỏ chạy. Chiến sĩ ta trên chốt xuống truy kích địch và đưa đồng chí Thụ về đội phẫu sư đoàn ở Cốc Tôn Phát cứu chữa. Anh đau đớn lịm dần và hy sinh. Tuy anh mới học hết lớp 5 nhưng trong huấn luyện tiếp thu nhanh. Khi đi với tôi, anh được huấn luyện địa hình bản đồ, địa bàn tại thực địa,
Chỉ cần hướng dẫn một lần là anh hiểu và thực hành được ngay. Quê anh ở Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Anh đã có vợ và một con trai. Bọn Ngụy trên điểm cao ngày đêm bị đánh, thương vong ngày càng tăng. Trực thăng tiếp tế bị bắn, lính đi ra ngoài điểm lấy nước bị quân ta mai phục khống chế. Một số tên bị diệt, chữ triệt trong vây lấn làm cho địch vô cùng khốn đốn. Ngày 19 tháng 8, tiểu đoàn 8 thiếu tập kích vào tiểu đoàn 2 địch ở động Cô Pung, diệt 210 tên, bắn rơi 5 máy bay đến bốc xác, chúng phải rút về Phú Bài củng cố. Ngày 23 tháng 8, đại đội 11 và tiểu đoàn 9 phối hợp với chốt ở điểm cao 665 của đại đội 17 công binh, vận động tấn công, tiêu diệt hơn 50 tên. Địch phải điều lực lượng trung đoàn 1 sang tăng cường cho cánh quân đang bu bám chốt 665. Cùng ngày, hỏa lực trung đoàn bắn vào cốc bay phá hủy công sự và 2 khẩu pháo. Ngày 24 tháng 8, mặt trận cốc bay bước vào giai đoạn 2, mở màn, tiểu đoàn 7B đặc công tập kích, tiêu diệt gọn một đại đội và sở chỉ huy tiểu đoàn 2 trung đoàn 1 của địch ở điểm cao cốc Tôn Phát vào sáng ngày 25 tháng 8. Loại khỏi vòng chiến đấu gần 150 tên. Bọn sống sót chạy về cốc Pê Lai, bị súng cối 82 ly của tiểu đoàn 7 đánh bồi, diệt hơn 20 tên. Địch phải rút tiểu đoàn này về Huế củng cố. Ngày 2 tháng 9 năm 1970, sư đoàn 1 Ngụy đưa tiểu đoàn 1 trung đoàn 3 lên thay. Máy bay đổ quân vừa tiếp đất đã bị tiểu đoàn 7 nã cối 82, thương vong một số. Tuy mất tinh thần, nhưng ngày 3 tháng 9, chúng vẫn cố thúc nhau ra cốc Pê Lai giải tỏa cho cốc bay ở hướng Tây, Tây Nam cứ điểm. Tiểu đoàn 7 do tiểu đoàn trưởng Tăng Văn Miêu và chính trị viên Nguyễn Thái chỉ huy vận động bao vây tấn công cắt đôi tiểu đoàn Ngụy, tiêu diệt 2 đại đội đi đầu, loại khỏi vòng chiến đấu 150 tên, bắt 2 tù binh. Địch phản ứng điên cuồng, cho trực thăng vũ trang bắn phá dữ dội phân tuyến giữa ta và địch. Tiểu đoàn trưởng Tăng Văn Miêu bị thương vào chân, chính trị viên Nguyễn Thái bị thương vào miệng. Chiến sĩ ta có người đùa tếu rằng, thằng trực thăng bắn cũng trúng, tiểu đoàn trưởng hay đi, nó cho què chân, chính trị viên hay lên lớp, trúng cho sứt môi. Sau trận này, đồng chí Miêu được phong quân hàm thiếu tá và cho ra Bắc điều dưỡng. Sau này, anh là thiếu tướng, phó tư lệnh, tham mưu trưởng quân khu 3. Còn anh Thái là trung tá trưởng phòng tuyên huấn quân đoàn 2, nghỉ hưu năm 1980 tại Ninh Bình. Ngày 9 tháng 9, ở hướng Nam Cốc Bai, hai đại đội của tiểu đoàn 3 trung đoàn 1 Ngụy đánh vào chốt bao vây của đại đội 11 tiểu đoàn 9. Đại đội 11 tổ chức chiến đấu chốt kết hợp vận động bao vây tấn công diệt địch. Trong lúc hai đại đội Ngụy bu bám vào chốt, số còn lại hoang mang lùi lại phía sau, bất ngờ bị lực lượng của tiểu đoàn bao vây tấn công đánh từ hai bên sườn và chia cắt phía sau. Địch bị diệt cả hai ban chỉ huy đại đội và phần lớn lực lượng, số sống sót bỏ chạy về điểm cao 797. Lại lọt vào trận địa đại đội 10 và bị tiêu diệt thêm một số, còn số ít chạy về cốc bay. Để trấn an tinh thần binh lính, ngày 16 tháng 9 năm 1970, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lại đáp trực thăng lên cốc bay và có 5 phút động viên con chim treo trên lửa đang ngắc ngoải. Sự có mặt của Tổng thống Thiệu nói lên chúng rất ngoan cố bám trận địa đến cùng để giữ lời hứa không bỏ chạy như bọn lính dù Mỹ. Chúng dùng B-52, bom tọa độ, pháo bầy, bắn phá các chốt, vây lấn, tấn phá triệt diệt của ta, hòng nới lỏng vành đai thép. Trong cứ điểm, thiếu lương thực, đạn dược, nước uống, lính kêu gào ứng cứu. Bộ đội ta đào lấn công sự vào gần hàng rào, bắn phá lô cốt, bắn tỉa chúng đi lại. Xác chết và lính bị thương chồng chất khốn đốn. Thời gian cuối tháng 9 năm 1970, trời mưa tầm tã suốt ngày đêm, hầm hào sụt lở, chiến sĩ đầm mình trong bùn nước hàng tuần. Thủ trưởng Mai Hiền, bấy giờ là phó tư lệnh sư đoàn 324, trực tiếp chỉ huy trung đoàn bao vây tiêu diệt căn cứ Cốc Bai. Anh gần gũi chiến sĩ và cấp dưới, chỉ đạo từng trận đánh của các phân đội, cả hỏa lực và bộ binh. Tôi còn nhớ trong một lớp tập huấn của cán bộ toàn trung đoàn ở động Cô Trang, đồng chí phó tư lệnh dạy chúng tôi đã làm mẫu các động tác chiến đấu cá nhân
trong trận địa, vượt qua Chiến Hào, qua ngã ba Chiến Hào trong đánh Công Kiên. Anh Mai Hiền là một cán bộ chiến đấu xuất sắc trong chống Pháp, thành phần công nhân, là người chỉ huy từ cơ sở lên nên có rất nhiều kinh nghiệm xương máu. Trong đánh Pháp, anh được tặng 4 huân chương chiến công. Anh rất ân hận và tâm sự với chúng tôi về sai lầm trong trận Đồng Hến ở chiến trường Lào năm 1965 mà không phát triển lên được. Anh trao đổi với cán bộ đừng mắc sai lầm. Trong chiến đấu phải nắm chắc địch, phải đến tận mục tiêu chiến đấu, nắm địch, không đơn thuần chỉ nghe báo cáo của trinh sát. Khắc sâu lời anh, chúng tôi tập viết điện 15 oát. Anh nói, toán lý hóa, văn sử địa đều phải vận dụng trong một bức điện. Thật vậy, địa điểm, thời gian, nội dung nhiệm vụ phải viết gọn rõ. Mình phải đọc lại như một người nhận điện, có hiểu không mới cho phát. Tôi học và làm như anh Hiền hướng dẫn. Vì vậy, quá trình chỉ huy chiến đấu, anh em cơ yếu thích dịch điện của tôi. Đến bây giờ gặp lại, anh em chiến sĩ cũ vẫn nhắc về những bức điện gọn rõ. Ít phải quay ra Gono. Trung đoàn trải qua nhiều tháng chiến đấu trong điều kiện trời mưa tầm tã kéo dài cả tuần. Gạo đạm tiếp tế không kịp, hầm hào lầy lội, bộ đội đói rét, ăn rau rừng thay cơm đánh giặc. Trong lúc đó, địch lại phản ứng điên cuồng. Sự hy sinh của chiến sĩ trong đói rét mưa bão càng đau xót làm sao. Đồng chí Nguyễn Đức Nghĩa, Nghĩa Lé, trợ lý pháo binh của chủ nhiệm Nguyễn Tấn Răng, bám trụ phía trước hơn 2 tháng. Đầu tháng 10 năm 1970, anh hy sinh vì quả pháo chơm nổ bất ngờ. Loại đạn pháo nổ trên không, toàn bộ mảnh chụp xuống đất. Mảnh đạn cắt ngang sườn, vỡ bụng, đổ ra toàn môn thục xanh lè. Tôi xúc động làm bài thơ viếng anh. Nhớ đồng chí Nghĩa. Từ tháng 8 qua tháng 10, 3 tháng trời bao vây đồn địch, mưa tầm tã ngày đêm không ngớt, gạo chẳng còn, rau rừng cạn kiệt, bám trận địa không rời một tấc. Ngày đêm địch phản kích cuồng điên, tiếng nổ đoàng, mảnh pháo cắt sườn anh. Dạ dày vỡ một màu xanh lai láng. Mắt nhìn anh, tim tôi đau nhói. Ôi nắm rau rừng, nuôi tôi bạn những mùa mưa. Ngày 24 tháng 9, thấy địch có chiều hướng nao núng, trung đoàn dồn lực lượng tập trung binh hỏa lực, cả cầu vồng và bắn thẳng. Có hỏa lực cối 120 của sư đoàn chi viện, chuẩn bị chu đáo, công sự trận địa củng cố vững chắc để phòng địch phản ứng. Ngày 26 tháng 9 năm 1970, trung đoàn ra lệnh nổ súng. Toàn bộ các trận địa hỏa lực đồng loạt dội bão lửa vào cốc bay, cấp tập và giải rác 1 giờ liền. Đạn cối trúng vào kho hậu cần, cháy nổ 3 giờ liên tục. Bọn địch chúi đầu trong công sự chịu trận. Các mũi, các hướng của ta lấn rũi tấn công, nhổ dần các điểm tựa ngoại vi của địch. Hàng loạt trận địa bắn tỉa và súng 12 ly 7 bắn trực thăng địch làm cho chúng không hạ cánh tiếp tế được. Bọn địch trong căn cứ đã khốn đốn, càng khốn đốn thêm. Sợ bị tiêu diệt gọn, bọn chỉ huy căn cứ Cốc Bai kêu gào chi viện và xin giúp. Sư đoàn 1 yêu cầu B-52 giải thảm xung quanh cứ điểm, các trận địa pháo của chúng bắn như đổ đạn vào các chốt và nơi trú quân của ta. Sáng mùng 7 tháng 10 năm 1970, địch cho nhiều tốp trực thăng bằng nhiều hướng liều mạng hạ cánh bốc tiểu đoàn 2 ngụy ở Cốc Bai về Đồng Lâm, tiểu đoàn 4 ở điểm cao 665, bí mật luồn rừng chạy về hang đá phía đông đốt lửa, chỉ điểm trực thăng xuống bốc quân chạy thoát. Các tiểu đoàn 7, 8, 9, trung đoàn 3 vây quanh Cốc Bai đón đánh đường bay, bắn cháy bắn rơi 47 máy bay trực thăng. Kết quả chiến đấu ở Cốc Bai, ta đã diệt và loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.000 tên Mỹ ngụy, chủ yếu là ngụy, bắn rơi, bắn cháy 92 máy bay các loại, phá hủy 14 khẩu pháo, diệt một tiểu đoàn và đánh thiệt hại nặng 5 tiểu đoàn địch. Âm mưu quyết giữ Cốc Bai làm chủ rừng núi của Mỹ ngụy bị thất bại, lời dặn tử thủ của Tổng thống Thiệu gửi lại Cốc Bai. Hơn 3 tháng, kể từ ngày mùng 1 tháng 7, đến ngày mùng 7 tháng 10 năm 1970, sư đoàn 324 mở chiến dịch ở khu vực 935 Cốc Bai, huy động
hai trung đoàn 1 và 3 kết hợp với trung đoàn 6 đã nhổ phăng hai căn cứ mạnh của Mỹ Ngụy như hai cái đinh cắm sâu vào hậu phương rừng núi, tạo thế ba vùng mới ở Trị Thiên. Phong trào quần chúng đồng bằng phát triển, cơ sở của ta được xây dựng lại, chiến thuật chiếm điểm cao làm chủ vùng rừng núi, ngăn chặn lực lượng ta về đồng bằng của Mỹ Ngụy bị thất bại. Tháng 11 năm 1970, Sư đoàn 324 tổng kết chiến đấu tại sở chỉ huy ở đầu nguồn khe Tam Dần. Trong mây mù, mưa gió rét buốt, bộ đội huấn luyện xây dựng trong hoàn cảnh khó khăn, cơ quan ăn cháo đốt lửa suốt đêm. Thắng lợi năm 1970, toàn sư đoàn diệt gần 5.400 tên địch, diệt một tiểu đoàn Mỹ, đánh thiệt hại nặng ba tiểu đoàn khác ở 935, diệt một tiểu đoàn và hai đại đội Ngụy, đánh thiệt hại nặng năm tiểu đoàn Ngụy khác ở Cốc Bai và vùng 454 đường 12 Tà Lương Bình Điền. Bắn rơi, bắn cháy 269 máy bay các loại, phần lớn là trực thăng, bắt 4 giặc lái. Kết quả của phong trào bắn máy bay: phá hủy 32 khẩu pháo, thu toàn bộ vũ khí đạn dược, quân trang quân dụng ở căn cứ 935 và Cốc Bai. Ba trung đoàn 1, 3 và 6 được quân khu Trị Thiên khen thưởng biểu dương. Chiến thắng ở điểm cao 935 Cốc Bai năm 1970 đã tạo thế và lực cho chiến trường Trị Thiên phát triển, khôi phục nối liền thế ba vùng, rừng núi, đồng bằng và đô thị. Cơ sở ta ở đồng bằng hoạt động, phá thế phản kích Bình Định của địch từ sau mùa xuân Mậu Thân 1968, lập chiến công vang dội sau ngày tái lập. Tổng kết 2 năm chiến đấu, Tư lệnh Sư đoàn Chu Phương Đới khen ngợi: Trung đoàn 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ABIA 1969, hoàn thành tốt nhiệm vụ hướng thứ yếu 935. Tiếp theo, hoàn thành nhiệm vụ tuyệt vời ở Cốc Bai 1970. Theo hồi ký của Tư lệnh Chu Phương Đới, trang 23. Cũng từ thất bại ở động ABIA, cao điểm 935 Cốc Bai, giấc mộng chiếm đóng thung lũng A Lưới để thực hiện âm mưu phá căn cứ hậu phương cách mạng, triệt đường vận chuyển Đông Trường Sơn của Mỹ bị thất bại. Sau chiến tranh Việt Nam, Westmoreland, Tư lệnh quân đội Mỹ tại miền Nam tự thú nhận: Sư đoàn 324 và nhân dân huyện A Lưới đã đánh bại ba sư đoàn Mỹ là sư đoàn kỵ binh bay, sư đoàn dù 101 và sư đoàn thủy quân lục chiến. Chiến dịch phản công trong 2 năm 69-70 của Sư đoàn 324 và nhân dân A Sầu A Lưới đã làm thất bại âm mưu độc chiếm thung lũng A Lưới chiến lược này. Nhân dân huyện A Lưới giàu truyền thống cách mạng, gắn với truyền thống Sư đoàn 324 anh hùng, lập nhiều chiến công hiển hách, hy sinh to lớn. Họ mong muốn xây một tượng đài chiến thắng ABIA 935 Cốc Bai trên quê hương A Lưới, kỷ niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ, truyền đời cho con cháu mai sau. Khi gặp các đồng chí lãnh đạo chính quyền huyện A Lưới, các anh hùng Hồ Vai, Can Lịch, chúng tôi cũng đều có nguyện vọng thiết tha đó. Toàn sư đoàn 324 rút quân về miền Tây Thừa Thiên, bước vào củng cố huấn luyện chuẩn bị cho mùa xuân 1971, đại diện cho lực lượng vũ trang quân khu Trị Thiên tham gia chiến dịch phản công đường 9 Nam Lào. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.